rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh toàn cảnh 24 giờ ngay sau đây là phần tin chi tiết chiến dịch tấn công xuyên biên giới của Ukraine dường như đã khiến điện Kremlin bất ngờ khi chiếm giữ hàng chục thị trấn và làng mạc trên một vùng lãnh thổ rộng lớn đối với Nga việc giành lại toàn bộ khu vực Kursk có thể là mục tiêu thứ yếu so với mục tiêu chiến lược là tiến xa hơn vào tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine hiện Nga vẫn đang giành thêm lãnh thổ ở Donetsk và tiến sát tới thành phố Pokrovsk có vai trò chiến lược quan trọng. Deep State cho biết rằng Nga đang tiếp tục đạt được thành công chiến thuật theo hướng thành phố Pokrovsk, nơi lệnh sơ tán đã được ban bố cùng với các khu vực xung quanh. Pokrovsk có hơn 40.000 cư dân, là trung tâm trung chuyển của lực lượng Ukraine ở phía đông đất nước. Thành phố này nằm trên tuyến đường chính, cao tốc T054, nối liền một số thành phố tạo ra vòng cung phòng thủ bảo vệ khu vực Donetsk do Ukraine kiểm soát. Các chuyên gia lưu ý, việc mất Pokrovsk sẽ ảnh hưởng khá lớn đến khả năng duy trì phòng thủ nói chung của Ukraine tại Donetsk. Tổ chức tình báo nguồn mở Deep State của Ukraine cho biết, trong tình hình cực kỳ khó khăn ở mặt trận Donetsk, những động thái kỳ lạ đã diễn ra. Lữ đoàn cơ giới số 151 của Ukraine đang điều động quân nhân là máy bay không người lái đến chiến hào để giữ phòng tuyến, trong khi đây là nhiệm vụ của bộ binh. Theo Deep State, Tổng tư lệnh của lực lượng vũ trang Ukraine trước đó dường như đã chỉ thị trực tiếp rằng các đơn vị không được phép điều động người điều khiển máy bay không người lái đi làm nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, bất chấp quy định này, Lữ đoàn cơ giới số 151 của Ukraine vẫn đưa người lái UAV trực tiếp ra chiến hào, nơi họ vừa chiến đấu không đúng chuyên môn, vừa có nguy cơ bị tổn thất. Trong một cuộc chiến mà UAV đóng vai trò quan trọng, những người đứng sau điều khiển vũ khí này được xem là nhân lực thiết yếu. Deep State kêu gọi, chúng tôi hy vọng rằng cấp chỉ huy cao hơn sẽ chú ý đến tình hình này và để chỉ huy lữ đoàn 151 hiểu được giá trị của người điều khiển UAV và tính hiệu quả bằng không của những mệnh lệnh như vậy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần trước thừa nhận tình hình ở mặt trận Pokrovsk rất khó khăn khi Nga tiếp tục gây sức ép lên tuyến phòng thủ vốn bị giàn mỏng của Ukraine. Điều này khiến Kiev rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi họ đang tiến hành chiến dịch tấn công tỉnh biên giới Kursk của Nga. Mặt trận Pokrovsk vẫn là một trong những khu vực nóng nhất trên tiền tuyến dài hơn 1.000 km. Trong tháng qua nơi này đã chứng kiến số lượng các cuộc đụng độ cao nhất giữa Nga và Ukraine. Theo lữ đoàn cơ giới số 47 Ukraine, đơn vị này gần đây đã phối hợp cùng các nhóm quân khác để tấn công vào nơi binh sĩ Nga ẩn nấp ở khu vực Pokrovsk thuộc Donetsk. Cụ thể, trang min.in.ua dẫn thông cáo của lữ đoàn cơ giới số 47 Ukraine đăng trên mạng xã hội Telegram cho biết các sĩ quan trinh sát đường không thuộc tiểu đoàn tấn công số 25 Ukraine thông qua máy bay không người lái UAV phát hiện nhóm binh sĩ Nga đang ẩn nấp bên trong một công trình thuộc khu vực Pokrovsk ở tỉnh Donetsk. Sau đó, kíp lái xe tăng M1A1 Abrams của chúng tôi đã áp sát và nã đạn vào nơi đối phương trú ẩn. Trong đoạn video được min.in.ua trích dẫn sau đó, có thể thấy kíp lái xe tăng M1 Abrams Ukraine đã sử dụng pháo chính nã đạn vào một số công trình nơi binh sĩ Nga trú ẩn ở khoảng cách gần. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ lái liền cho cỗ xe tăng rời đi. Tháng 8 năm ngoái, Mỹ chính thức phê duyệt việc chuyển lô xe tăng Abrams đầu tiên cho Ukraine. Washington đã quyết định gửi xe tăng M1A1 Abrams từ kho dự trữ của lực lượng vũ trang thay vì M1A2 Abrams như đã đề cập ban đầu. Đến cuối tháng 9 năm 2023, chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên đã chính thức có mặt tại Ukraine. Nói về số xe tăng Abrams mà Mỹ gửi cho Ukraine, Tổng thống Zelensky tháng 11 năm ngoái cho biết, tôi hy vọng sẽ có nhiều đợt giao hàng hơn, nhưng tôi không thể khẳng định rằng chúng đang đóng vai trò quan trọng trên chiến trường, số lượng này quá ít. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine thời điểm đó đã cảnh báo rằng những chiếc xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp sẽ không tồn tại được lâu trên chiến trường trong một trận chiến vũ trang phối hợp thông thường. M1A1 Abrams là phiên bản nâng cấp từ loại xe tăng chủ lực M1 Abrams do hãng General Dynamics của Mỹ sản xuất năm 1985. Năm 1986, xe tăng được đưa vào biên chế của quân đội Mỹ. Xe tăng này có thể di chuyển với vận tốc tối đa 67 km một giờ, tầm hoạt động 465 km. Xe tăng M1 Abrams của quân đội Mỹ thường được trang bị lớp giáp uranium bí mật, nhưng Washington chỉ chuyển cho Kiev phiên bản sửa đổi với lớp giáp Chobam, vật liệu bảo vệ bằng gốm và thép tổng hợp được phát triển ở Anh vào những năm 1960 do họ sợ công nghệ quân sự tối tân có thể rơi vào tay Nga. Bộ Quốc phòng Nga thông tin ngày 25 tháng 8 rằng lực lượng phòng không Nga bắn hạ 8 hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất và 41 máy bay không người lái Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm tổng cộng có 640 máy bay, 283 trực thăng, 30.475 máy bay không người lái, 575 hệ thống tên lửa, 17.566 xe tăng và các xe chiến đấu bọc thép khác, 1.425 bệ phóng tên lửa đa nòng, 13.621 bệ pháo giã chiến và súng cối, cũng như 25.200 xe cơ giới quân sự đặc biệt bị phá hủy kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự của Nga. Trong đó, nhóm tác chiến phía Tây của quân đội Nga đẩy lùi 5 cuộc phản công của Ukraine trong 24 giờ qua, khiến Ukraine mất tới 510 quân và 4 kho đạn dược. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị của nhóm tác chiến phía Tây di chuyển đến vị trí thuận lợi, tấn công vào binh sĩ và trang thiết bị của Ukraine hạ 510 quân, một xe chiến đấu bọc thép Kozak và 9 xe cơ giới. Trong khi đó, trung tâm chiến đấu của Nga tiếp tục tiến sâu hơn vào hệ thống phòng thủ của đối phương trong ngày qua, khiến Ukraine mất hơn 500 binh sĩ. Ngoài ra, quân đội Nga đẩy lùi 7 cuộc phản công của lực lượng các lữ đoàn cơ giới 100, 150 và 151, lữ đoàn biệt kích 68, tiểu đoàn xung kích 49 của lực lượng vũ trang Ukraine và lữ đoàn vệ binh quốc gia 14 Ukraine thiệt hại 2 xe tăng, 9 xe cơ giới, một khẩu pháo Giatsin B 152mm, một khẩu lựu pháo D20 152mm và một khẩu lựu pháo D30 122mm. Ukraine cũng mất 130 binh sĩ, một khẩu pháo tự hành Seja, một xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới và hai hệ thống tác chiến điện tử Bukoven AD trong khu vực do nhóm tác chiến phía đông của Nga chịu trách nhiệm. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, tại khu vực Volchansk và Lipsy, đơn vị của nhóm chiến đấu phía Bắc, ngăn chặn lực lượng của Lữ đoàn Tấn công đường không số 82, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36, Lữ đoàn Vệ binh quốc gia số 13 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 117 gần Velikaya, Pisariovka ở vùng Sumy, Rudianka, Lipsy và Volchansk ở vùng Kharkov. Đối phương mất tới 130 quân, một xe bọc thép chở quân, một xe chiến đấu bọc thép, và 4 khẩu pháo D30 122mm. Tạp chí Military Watch đưa tin Ukraine đã mất 2 phần 3 số xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams M1 do Mỹ cung cấp chỉ trong vòng nửa năm. Cụ thể, trong bài viết mới đây, Military Watch cho biết, theo ước tính của họ, gần 20 trong số 31 xe tăng Abrams M1 do Washington cung cấp cho Kiev đã bị lực lượng Nga phá hủy theo các video do kênh Telegram của Nga đăng tải, chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams M1 mới nhất đã bị phá hủy tại vùng Kursk trong cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất Kiev từng thực hiện kể từ khi xung đột nổ ra. Chiếc xe M1 đã được nâng cấp lớp giáp phản ứng nổ. Ukraine đã thực hiện các bước này để tăng cường khả năng bảo vệ cho xe tăng của Mỹ, đặc biệt là sau khi chúng chịu tổn thất nặng nề trong cuộc giao tranh đầu tiên với lực lượng Nga vào tháng 2 và tháng 4 năm 2024. Tuy nhiên, Abrams vẫn không thể chịu được một quả đạn từ hệ thống tên lửa chống tăng cầm tay, có thể là Konet. Military Watch lưu ý rằng quân đội Ukraine trước đây phàn nàn với phương tiện truyền thông phương Tây về các vấn đề kỹ thuật của chiếc M1, bao gồm cả khả năng dễ bị ngưng tụ của các thành phần điện tử cũng như khả năng dễ bị hỏa lực của Nga tấn công. M1 Abrams được đánh giá là một trong những loại xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, phiên bản M1A1 viện trợ cho Ukraine không được trang bị những loại giáp hiện đại như bản của quân đội Mỹ, khiến chúng có nguy cơ tổn thương cao hơn trước nhiều loại tên lửa chống tăng phổ thông. M1 Abrams cũng có nhược điểm là rất ngốn xăng và đòi hỏi quy trình bảo dưỡng phức tạp, như cần được vệ sinh bộ lọc gió hàng ngày để tránh hỏng động cơ. Đây là điều các binh sĩ Ukraine khó có thể thực hiện trên chiến trường khốc liệt. Theo Military Watch, Ukraine được cho là đang sở hữu số lượng xe tăng ít ỏi, chỉ gồm các mẫu Abrams M1, Leopard 2 do Đức chế tạo, Challenger 2 do Anh sản xuất và mẫu T-80 từ thời liền sổ cũ. Theo Bulgarian Military, một đoạn phim được công bố vừa qua cho thấy cảnh phá hủy một chiếc máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không Su-27 của không quân Ukraine tại căn cứ không quân Mirgorod Căn cứ này được cho là đã bị hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander M của Nga nhắm tới. Trước đó, một đoạn video được quay từ máy bay không người lái đã cho thấy cảnh hai chiếc Su-27 bị phá hủy trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Vụ tấn công này cũng đã gây ra thiệt hại đáng kể cho hai chiếc khác. Su-27 là máy bay chiến đấu có năng lực nhất trong kho vũ khí của Ukraine, được đánh giá cao về độ bền và hiệu quả trong việc thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và các mục tiêu của Nga. Tuy nhiên, những nỗ lực sử dụng loại máy bay chiến đấu này để không chiến trực tiếp với máy bay Nga đã liên tục dẫn đến tổn thất nặng nề cho Ukraine. Những tổn thất trên đã khiến Su-27 của Ukraine ngày càng khan hiếm và có nguy cơ biến mất hoàn toàn trên chiến trường Ukraine. Su-27 từng được coi là máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không hàng đầu vào những năm 1980 và 1990. Ngày nay, chiếc máy bay này đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể khi cạnh tranh với các phiên bản Su-27 hiện đại hơn của Nga như Su-30SM và Su-35. Các phi công Ukraine, những người từng có cơ hội lái cả Su-27 và F-16 của Mỹ đã đưa ra nhận xét rằng Nhìn chung, Su-27 vẫn là máy bay có khả năng hơn Thật không may, có rất ít các quốc gia phương Tây vận hành loại máy bay này Điều này đã hạn chế đáng kể khả năng bù đắp cho những tổn thất trong chiến đấu của Ukraine Ngược lại, loại chiến đấu cơ nhẹ hơn và cấp thấp hơn MiG-29 cũng được thiết kế từ thời Liên Xô Nhưng có nhiều quốc gia đang vận hành hơn Từ giữa năm 2022, Ukraine đã nhận được một số lượng lớn MiG-29 từ các nước NATO bởi nhiều nước thành viên của liên minh, chủ yếu là các nước Đông Âu đã từng mua nhiều MiG-29 trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Vì vậy mà Ukraine có nguồn bổ sung đáng kể. Su-27 là một máy bay chiến đấu có khả năng cơ động cao do cục thiết kế Sukhoi của Liên Xô phát triển. Su-27 được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với F-15 IG của Mỹ và chủ yếu phục vụ trong vai trò chiếm ưu thế trên không. Máy bay đã được đưa vào sử dụng từ những năm 1980 và đã trải qua nhiều lần nâng cấp, sửa đổi trong những năm qua các đặc điểm kỹ thuật của Su-27 cũng gây được nhiều chú ý, bao gồm trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 33.000 kg và trần bay đạt 19.000 m. Chiếc máy bay này cũng được thiết kế với khả năng cơ động đặc biệt nhờ thiết kế khí động học và khả năng điều hướng lực đẩy. Su-27 được trang bị nhiều hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, bao gồm radar n 001 MH cung cấp khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu trên không tầm xa, cũng như hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại, IRST, để thu thập mục tiêu thụ động. Máy bay cũng có bộ tác chiến điện tử tiên tiến để tự bảo vệ. Hệ thống điều khiển trên Su-27 bao gồm hệ thống fly-by-wire, giúp tăng cường độ ổn định và khả năng cơ động của máy bay. Hệ thống điều khiển kỹ thuật số này cho phép xử lý chính xác các số liệu trong chiến đấu và giảm khối lượng công việc của phi công trong các thao tác phức tạp. Vũ khí của Su-27 tương đối đa dạng và mạnh mẽ, bao gồm một khẩu pháo 30mm GSh-30-1 với 150 viên đạn cùng với nhiều giá treo có thể mang theo nhiều loại tên lửa không đối không và không đối đất. Các loại tên lửa phổ biến bao gồm R27, AA10 Alamo và R73, AA11 Archer để chiến đấu trên không cũng như bom dẫn đường và các tên lửa cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất. Tầm hoạt động của Su-27 rất đáng chú ý với tầm bay tối đa có thể lên đến 3.530 km khi mang thêm các thùng nhiên liệu ngoài. Trong cấu hình chiến đấu thông thường, máy bay có tầm bay khoảng 1.340 km tầm bay mở rộng này cho phép Su-27 thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian dài và duy trì sự hiện diện đáng kể trong không phận có tranh chấp. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết họ sẵn sàng cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa AGM-158 GASSM để tích hợp vào tiêm kích F-16. Mặc dù quyết định chưa chính thức được thông qua, nhưng có lẽ đây chỉ là vấn đề thời gian, bởi đã thành thông lệ trước mỗi khi cung cấp một loại vũ khí mới cho Ukraine thì Mỹ lại có động thái chuẩn bị truyền thông như vậy. Bên cạnh đó, việc Mỹ cân nhắc chuyển giao loại tên lửa hành trình nguy hiểm này xuất hiện vào thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột Đông Âu khi Ukraine đã có những tiến triển trong các hoạt động trên bộ trong lãnh thổ Nga. Tên lửa hành trình không đối đất tầm xa AGM-158 GASSM do hãng Lockheed Martin phát triển là một loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Nếu mọi việc suôn sẻ và chính thức nhận được tên lửa hành trình AGM-158 GASSM, không quân Ukraine sẽ có khả năng tấn công tầm xa cực kỳ lợi hại với mức độ hủy diệt và độ chính xác rất cao. Đây sẽ là điều khiến Nga phải cực kỳ lo ngại. Với tên lửa AGM-158 GASSM, tiêm kích F-16 Ukraine sẽ trở nên mạnh vượt trội khi có khả năng tung đòn tấn công hủy diệt tầm xa từ ngoài vùng bảo vệ của các hệ thống phòng không Nga. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang giải quyết các vấn đề kỹ thuật và ngoại giao phức tạp liên quan nếu quyết định chuyển giao vũ khí này. Tên lửa tàng hình AGM-158 GASSM là sự nâng cấp từ AGM-154 GSOVK. Vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không điểm này chính thức được đưa vào thành phần tác chiến của không quân Mỹ từ giữa thập niên 1990. AGM-158 GASSM Thực chất là một loại tên lửa hành trình có khả năng lẩn tránh radar, được trang bị động cơ phản lực với tầm hoạt động rất xa, đủ sức qua mặt mọi hệ thống phòng không tiên tiến nhất trên thế giới. Cụ thể, tên lửa hành trình AGM-158 JASSM được trang bị động cơ phản lực Thales CAE J402 cho phép hoạt động trên một khu vực rộng lớn trong thời gian lâu hơn những vũ khí đời cũ. Thân tên lửa được thiết kế với khả năng tán xạ sóng radar cùng các biện pháp che chắn hồng ngoại tiên tiến, khiến nó rất khó bị phát hiện từ xa bởi các hệ thống radar cảnh giới hay quang điện tử. AGM-158 tích hợp hệ thống điều hướng rất tinh vi, kết hợp dựa dẫn đường quán tính INS, cập nhật dữ liệu từ hệ thống định vị toàn cầu GPS, đi kèm bộ cảm biến hồng ngoại cho việc tìm kiếm và khóa mục tiêu ở giai đoạn cuối. Tầm bắn 370 km của tên lửa sẽ cho phép các lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu vào các địa điểm xa phía sau phòng tuyến của Nga, tăng tính linh hoạt trong hoạt động và giảm rủi ro cho các máy bay của Ukraine quyết định cân nhắc chuyển giao GASSM này có thể đặc biệt quan trọng vì nó diễn ra trong những tháng cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong khi đó, tương lai hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine vẫn chưa chắc chắn. Nó còn tùy thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 sắp tới. Thêm một động thái liên quan, không quân Mỹ gần đây đã trao một hợp đồng trị giá 130 triệu đô la Mỹ cho tập đoàn Lockheed Martin để tăng sản lượng GASSM và tên lửa chống hạm tầm xa LRASM Động thái này cho thấy một nỗ lực rộng lớn hơn của quân đội Mỹ nhằm thúc đẩy tính khả dụng của các hệ thống tên lửa tiên tiến này. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng Tổng thống Vladimir Putin đã quyết định cách ứng phó với cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk. Đại sứ Antonov lưu ý, ông hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả những người chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra ở Kursk sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Bình luận vấn đề này, ông Antonov cho rằng hoạt động của Ukraine sẽ thất bại. Ông Antonov nhấn mạnh điều này là không thể, sẽ không có vùng đệm nào trên lãnh thổ Nga. Về phía Mỹ, Washington vẫn đang phân vân về mục tiêu của Ukraine trong việc chiếm giữ lãnh thổ Nga và liệu Ukraine có kế hoạch giữ hoặc mở rộng vùng đất đã chiếm được hay không. Theo một quan chức Mỹ, họ có thể có một kế hoạch nhưng họ không chia sẻ với chúng tôi. Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh khẳng định Washington vẫn đang đánh giá xem cuộc tấn công của Kiev có phù hợp với các mục tiêu chiến lược trên chiến trường hay không. Bà nói thêm rằng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Tuy nhiên, đại sứ Nga tại Mỹ Antonov đã bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng Washington không biết gì về kế hoạch tấn công tỉnh Kursk. Ông Antonov nói thêm, tôi hoàn toàn tin rằng Ukraine sẽ không làm gì nếu không có sự đồng ý của Mỹ. Theo đại sứ Antonov, Mỹ có thể chấm dứt cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk chỉ bằng một cái búng tay, nhưng Washington không coi động thái như vậy là cần thiết. Ông Antonov cũng nói rằng tuyên bố của Mỹ liên quan việc cấm Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Washington cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là không đáng tin cậy. Ông Antonov cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày càng trở nên khó lường. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích việc cung cấp viện trợ cho Ukraine cho rằng kho đạn dược của Mỹ đang cạn kiệt. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ ngừng viện trợ cho Ukraine nếu đắc cử tổng thống vào năm tới. Washington Post cũng nhận định rằng mặc dù mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine luôn được công khai ca ngợi là mạnh mẽ, nhưng thực tế đã liên tục bị thử thách bởi những bất đồng và sự thất vọng về chiến lược và mức độ hỗ trợ. Mới đây nhất, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall đã lên tiếng bác bỏ kế hoạch chuyển máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine bất chấp lời kêu gọi khẩn thiết từ Kiev. Theo tướng Kendall, nhu cầu của Ukraine trong thời gian tới sẽ được đáp ứng nhờ sự hỗ trợ từ các nước NATO như Hà Lan và Đan Mạch. Ông còn cho biết thêm, Mỹ hiện đang tham gia hỗ trợ cùng với các đối tác của mình đào tạo phi công cho Ukraine và cam kết sẽ có tiến bộ đáng kể trong việc đào tạo vào năm tới. Trước đó, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng Mỹ đang chọc giận Moscow khi có kế hoạch dỡ bỏ ngay lập tức mọi hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí Mỹ đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Theo thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Ukraine, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã thăng hàm cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shishky từ Thượng tướng lên Đại tướng. Chỉ vài tuần sau cuộc tấn công bất ngờ của Kiev vào Kursk, nước Nga, tướng Shishky, sinh năm 1965, tại vùng Vladimir của Nga đã sống ở Ukraine từ những năm 1980. Ông được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine vào tháng 2. Những tuần đầu sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, ông Sisky đã lãnh đạo lực lượng Ukraine đẩy lùi quân đội Nga khỏi Kiev, một điều gây bất ngờ vì nhiều người cho rằng thủ đô Kiev sẽ nhanh chóng thất thủ. Tiếp đó, ông đã lên kế hoạch và thực hiện một cuộc phản công chớp nhoáng đẩy Nga ra khỏi thành phố Kharkov và giành quyền kiểm soát lại những vùng đất ở phía đông và đông nam. Một dấu ấn khác của ông trong cuộc xung đột với Nga chính là các trận chiến ác liệt kéo dài 10 tháng tại thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk từ năm 2022 đến năm 2023. Ông Sisky khi đó đã kiên quyết giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut với mục tiêu gây tổn hại cho nỗ lực giao tranh tổng thể của Nga thông qua việc trói chân nhóm lính Wagner tại Bakhmut. Tuy nhiên, theo Financial Times cũng trong khoảng thời gian này, tướng Sisky đã đưa ra những quyết định dẫn đến thương vong nặng nề, thậm chí là thương vong toàn đơn vị đối với một số lữ đoàn giàu kinh nghiệm nhất của Ukraine. Thời điểm đó, binh sĩ đã chia sẻ với Financial Times rằng tướng Sisky lẽ ra nên ra lệnh rút lui chiến thuật khỏi Bakhmut vài tháng trước khi Nga kiểm soát được thành phố để bảo toàn lực lượng cho cuộc phản công lớn năm 2023. Gần đây nhất, tướng Sisky cũng đã chỉ huy lực lượng Ukraine được xe bọc thép yểm trợ đã tấn công xuyên biên giới, nã pháo vào Kursk. Ngoài việc thăng hàm cho tướng Sisky, theo một sắc lệnh khác, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, Thiếu tướng Anatoly Bahilevich cũng được thăng quân hàm lên trung tướng. Tư lệnh lực lượng hỗn hợp thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, chuẩn tướng Andriy Hanatov được thăng quân hàm lên thiếu tướng. Theo hãng thông tấn Ukraine phát biểu nhân kỷ niệm 33 năm ngày độc lập của Ukraine Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng sẽ mang chiến tranh trở lại Nga, đề cập các tuyên bố của Moscow về hạt nhân. Ông Zelensky nói, bất cứ thứ gì đối phương mang đến đất nước chúng ta giờ đã trở về nhà của họ. Kẻ muốn biến Ukraine thành vùng đệm nên nghĩ đến việc ngăn đất nước mình trở thành một liên bang đệm. Đây là cách phản ứng của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói rằng ông Putin liên tục đe dọa người khác bằng một nút bấm màu đỏ, chỉ nút kích hoạt vũ khí hạt nhân chiến thuật trong khi đó theo đại RT đại sứ nga tại mỹ Anatoly Antonov nói rằng tổng thống vladimir Putin đã quyết định cách ứng phó với cuộc xâm nhập của ukraine vào tỉnh kursk của nga đầu tháng này ukraine đã đưa binh sĩ tràn sang lãnh thổ nga phát động cuộc tấn công vào tỉnh kursk kiev nói mục tiêu là tạo ra một vùng đệm giữa lãnh thổ ukraine và nga thông qua cuộc tấn công này bình luận vấn đề này ông Antonov cho rằng hoạt động của ukraine sẽ thất bại theo đại sứ Antonov mỹ có thể chấm dứt cuộc xâm nhập của ukraine vào kursk chỉ bằng một cái búng tay. Nhưng Washington không có động thái như vậy là cần thiết. Ông Antonov cũng nói rằng tuyên bố của Mỹ liên quan việc cấm Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Washington cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là không đáng tin cậy. Trên thực tế, Mỹ đang chuẩn bị gỡ bỏ mọi hạn chế hiện có. Trong hai năm rưỡi kể từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa công khai chi tiết chiến lược dài hạn bằng văn bản về cuộc xung đột ở Ukraine. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCall nhận định với Foreign Policy, sự ủng hộ của chính quyền ông Biden, bà Harris cho Ukraine khiến quốc gia đang gặp khó khăn này chỉ đủ để tồn tại nhưng không đủ để chiến thắng. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần cam kết sẽ sát cánh cùng Ukraine lâu nhất có thể, nhưng những người chỉ trích ông cho rằng việc thiếu một tầm nhìn rõ ràng về vai trò lâu dài của Mỹ trong cuộc xung đột đã dẫn đến một chính sách trên thực tế là cho phép Ukraine tiếp tục chiến đấu nhưng không giành chiến thắng. Tướng không quân Mỹ đã nghỉ hưu Philip Ratliff và năm chỉ huy quân sự Mỹ cùng các cựu nhà ngoại giao cấp cao bao gồm cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine Mary Yovanovitch đã gửi một lá thư cho chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cách đây ít hôm, kêu gọi Kiev và các đối tác đưa ra một định nghĩa chung về chiến thắng và phát triển một chiến lược gắn kết để biến chiến thắng đó thành hiện thực. Ian Brzezinski, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, phụ trách chính sách châu Âu và NATO cho biết, tôi chưa bao giờ thực sự thấy bất kỳ ai, điều mà lẽ ra phải đến từ chính phủ Mỹ, xem xét toàn diện các công cụ quyền lực mà chúng ta có, cũng như cách chúng ta phối hợp chúng thành một chiến lược. Tàu ngầm hạt nhân USS Hawaii, lớp Virginia của Hải quân Mỹ, cập cảng tại Australia để bảo dưỡng định kỳ. Đây là lần đầu tiên nước này bảo trì tàu ngầm hạt nhân. Được biết, Virginia đang là loại tàu ngầm hiện đại nhất của Mỹ, biến thể mới nhất có giá lên tới 2,6 tỷ đô la Mỹ một chiếc. Tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh lớp Virginia được phát triển vào những năm 2000, sau khi lớp Sea bị hủy do Mỹ không cần chiến hạm lớn, mạnh và có khả năng lặn sâu để săn lùng tàu ngầm Liên Xô ở Bắc Cực. Tàu ngầm lớp Virginia Block V mang được 40 tên lửa hành trình, cho phép Mỹ rút bớt tàu ngầm lớp Ohio cải hoán, bù đắp thiếu hụt về hỏa lực tên lửa tầm xa trong cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường với Nga và Trung Quốc. Việc bảo trì bảo dưỡng tàu ngầm hạt nhân của Australia là một bước tiến mới và quan trọng trong kế hoạch triển khai luân phiên các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hoa Kỳ và Anh đến Australia. Đây là một phần trong nỗ lực ba bên rộng lớn hơn giữa Mỹ, Anh, Australia nhằm giúp Hải quân Hoàng gia Australia RAN hình thành lực lượng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nhưng được trang bị vũ khí thông thường. Tàu ngầm hạt nhân USS Hawaii đã đến căn cứ hải quân HMAS Sterling ở bờ biển phía tây của Australia để tiến hành bảo dưỡng định kỳ. Đây là lần đầu tiên người Australia tham gia vào giai đoạn bảo trì tàu ngầm của Mỹ tại Australia. Hơn 30 nhân viên Australia đã tham gia vào giai đoạn trao đổi kiến thức bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 với sự hỗ trợ và giám sát của Hoa Kỳ. Chuẩn đô đốc Matthew Buckley, trưởng phòng năng lực tàu ngầm của cơ quan tàu ngầm Australia cho biết, đây là thời điểm quan trọng đối với Hải quân Hoàng gia Australia khi lần đầu tiên chúng tôi có những người Australia được đào tạo và cấp chứng chỉ về việc bảo dưỡng tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Hải quân Australia RAN đã liên tục gửi binh sĩ đến Hoa Kỳ và Vương quốc Anh để đào tạo về hoạt động và bảo dưỡng tàu ngầm hạt nhân. Đây là một phần của thỏa thuận an ninh ba bên. Australia anh, Mỹ, tức AUKUS, được công bố lần đầu tiên vào năm 2021. Mục tiêu cuối cùng của AUKUS là thành lập lực lượng tàu ngầm trang bị vũ khí thông thường, chạy bằng năng lượng hạt nhân cho RAN. Ở một diễn biến liên quan, Australia và Anh cam kết đẩy nhanh việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS. Cam kết được đưa ra tại cuộc họp 2 2 giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao hai nước ở thành phố Adelaide của Australia hồi tháng 3 nhằm đẩy nhanh việc bàn giao hạm đội tàu ngầm hạt nhân cho Australia. Canberra sẽ đóng góp 4,6 tỷ đô la Australia, tức khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, cho ngành công nghiệp sản xuất tàu ngầm của Anh để xây các lò phản ứng hạt nhân cho tàu ngầm. Phát biểu với báo giới sau hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết khoản tài trợ này sẽ đảm bảo Australia mua được các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có trang bị tên lửa tầm xa. Theo ông, các tàu ngầm này cung cấp khả năng phòng thủ quan trọng nhất cho Australia và chắc chắn sẽ được đưa vào vận hành trong tương lai. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh David Cameron nhấn mạnh, AUKUS là một dự án lớn và cần thiết đối với an ninh của Australia, Anh và Mỹ. Ông bày tỏ tin tưởng thỏa thuận này sẽ được triển khai. Theo Reuters, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vừa cho biết, ông Pavel Durov, người sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải làm việc với các cơ quan an ninh ở nước ngoài. Ông Medvedev kể lại cuộc trò chuyện với CEO Durov cách đây vài năm, trong đó ông Medvedev cảnh báo ông Durov rằng nếu không muốn hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật thì ông sẽ gặp rắc rối ở bất kỳ quốc gia nào. Ông Durov muốn trở thành một công dân toàn cầu xuất chúng, một người sống thoải mái mà không cần tổ quốc. Ông Medvedev khẳng định ông ấy đã tính toán sai. Trước vụ bắt giữ ông Pavel Durov tại một sân bay ở Paris tối 24 tháng 8, đại sứ quán Nga tại Paris đã yêu cầu chính quyền Pháp giải thích lý do. Theo truyền thông Pháp, doanh nhân công nghệ gốc Nga phải hầu tòa vào tối 25 tháng 8. Chính quyền Pháp ban hành lệnh bắt giữ ông Durov với lý do rằng việc kiểm duyệt không đầy đủ trên nền tảng của ông khiến Telegram bị tội phạm lạm dụng. Đại sứ quán Nga cho biết, ngay khi tin tức về vụ bắt giữ Durov nổ ra, chúng tôi lập tức liên hệ với chính quyền Pháp để làm rõ lý do và yêu cầu họ bảo vệ quyền lợi của ông ấy cũng như cung cấp quyền tiếp cận lãnh sự. Tuy nhiên, theo các nhà ngoại giao Nga, vẫn chưa có phản hồi nào từ Paris. Họ nhấn mạnh, cho đến nay, Pháp vẫn tránh hợp tác về vấn đề này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova sau đó cho biết, Moscow đã gửi một công hàm chính thức tới Paris với yêu cầu được tiếp cận lãnh sự với nhà sáng lập Telegram. Bà Zakharova kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng bảo vệ quyền tự do ngôn luận và gây sức ép để Pháp thả nhà sáng lập Telegram. Phó phát ngôn Duma Quốc gia Nga Vladislav Davankov cũng thúc giục Paris thả Durov. Ông cảnh báo rằng vụ bắt giữ doanh nhân công nghệ này có thể có động cơ chính trị và được sử dụng để tiếp cận thông tin cá nhân của người dùng Telegram. Moscow không thể cho phép điều đó. Theo RT, ông Dmitry Medvedev cũng cho rằng việc bắt giữ nhà sáng lập Telegram có thể khiến chính quyền Pháp phải trả giá đắt. Sinh ra tại Nga, ông Durov có thêm quốc tịch Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE từ năm 2021, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã bắt đầu gặp gỡ lãnh đạo các đảng phái chính trị tại Pháp trong nỗ lực xây dựng một mặt trận cộng hòa cũng như lựa chọn một gương mặt mới cho vị trí thủ tướng Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khởi đầu tiến trình tham vấn chính trị bằng cuộc gặp với 12 gương mặt đại diện đến từ bốn đảng phái thuộc liên minh cánh tả Mặt trận bình dân mới (NFP). Lực lượng chính trị về đầu sau cuộc bầu cử quốc hội Pháp cách đây gần 2 tháng. Theo báo chí Pháp, trong cuộc gặp gỡ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, tổng thống Pháp Macron đã thừa nhận chiến thắng của liên minh cánh tả nhưng cho rằng một chính phủ cánh tả thiểu số sẽ khó trụ vững trong bối cảnh quốc hội Pháp bị chia rẽ khi không một đảng phái nào chiếm đa số và có khả năng tự quyết. Người đứng đầu nước Pháp khẳng định sẽ thay đổi chính phủ nhưng nhấn mạnh ưu tiên xây dựng một mặt trận cộng hòa chung để đảm bảo sự ổn định của thể chế trong việc thúc đẩy các vấn đề cấp bách sắp tới như thông qua dự luật ngân sách năm 2025, cải cách thuế, khẳng định vị trí và vai trò của Pháp trên trường quốc tế. Về phần mình, Liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới tiếp tục đề nghị Tổng thống Pháp Macron thực hiện ý kiến của người dân và trao quyền lập chính phủ mới cho cánh tả. Bà Lucy Cates, gương mặt được Liên minh cánh tả đề xuất cho vị trí thủ tướng mới, khẳng định sẵn sàng đàm phán thành lập một chính phủ mở rộng. Bí thư thứ nhất Đảng Xã hội Pháp, Olivier Faure cho biết, Tổng thống Macron đã cam kết sẽ sớm chỉ định một thủ tướng mới sau khi kết thúc các cuộc tham vấn các lực lượng chính trị tại Pháp. Sau liên minh cánh tả, Tổng thống Pháp Macron đã gặp lãnh đạo các đảng trong liên minh trung hữu ủng hộ ông và là lực lượng lớn thứ hai tại quốc hội. Thủ tướng tạm quyền và cũng là lãnh đạo của liên minh trung hữu tại quốc hội, Gabriel Attal đề xuất một hiệp ước hành động chung có thể cân bằng ưu tiên của các đảng phái và vì lợi ích của người dân Pháp. Theo ông Gabriel Atan, Liên minh Trung hữu sẵn sàng từ bỏ vị trí thủ tướng hiện nay, nhưng nhấn mạnh phản đối sự tham gia của các thành viên đảng cực tả, nước Pháp bất khuất trong chính phủ mới. Trong khi đó, nhóm các nghị sĩ đảng Cộng hòa Pháp khẳng định sẽ trình kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ mới nếu có sự góp mặt của đảng cực tả, nước Pháp bất khuất. Theo lịch trình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tiếp tục có các cuộc tham vấn chính trị với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện Pháp cũng như các đại diện các đảng phái khác như Đảng Cực Hữu, Tập Hợp Quốc gia, Đảng Những Người Cộng Hòa, cũng như nhóm các nghị sĩ tự do vào đầu tuần tới. Theo các nhà phân tích địa bàn, nước Pháp sẽ chưa thể sớm có một thủ tướng mới khi lập trường của các đảng vẫn còn quá khác biệt.